Thế mình sẽ khuấy đều cái quầy đổ rồi. Khuấy một đêm nha. Hôm nay mình sẽ làm món nagaemo ngâm với pon dự nhé. Thì công thức mình làm sẽ là hai thìa to pon dự, mọi người chuẩn bị hai cái thìa nhé. Một cái thìa 15 ml này và một cái thìa nhỏ 5 ml, một cái là người ta osaji, một cái là kosaji này. Thì công thức sẽ là hai thìa to pon dự này cộng với cái này là cái hongsiu này, thì cái nồng độ của nó là 4 hông, thì mọi người sẽ lấy khoảng 1 thìa rưỡi cái này thôi nhá, cộng thêm 1 thìa to cái dầu vừng này và kèm theo 2 thìa nhỏ đường nhé. Và cái nagaimo thì mọi người chuẩn bị khoảng 250 g là được nhé. Thế sau đấy mình sẽ khuấy đều cái hỗn hợp này lên. Ôi đổ rồi nha. Ôi xong cái khí này ra này, đóng túi lại. Bây giờ thì mình sẽ sóc đều một chút nhé, sau đấy bỏ vào tủ lạnh này. Thường là sẽ để ngang này cho nó ngấm ngấm nước và dàn đều ra một chút này, để xong tủ lạnh khoảng một đêm là sẽ ăn được nha.